Các quý vị, ngày hôm nay là chúng tôi vừa mới hoàn thành là 5 chiếc hoành phi. Đợt này chúng tôi làm sẵn ra rất nhiều các cái cuốn thư câu đối hoành phi để cho khách hàng thoải mái lựa chọn. Thì như vậy đây là 5 chiếc hoành phi, kích thước đều là cao 67, dài 1m97. Ở đây chiếc đầu tiên này là chữ tổ củng tôn bồi, tức là cha ông gây dựng và con cháu thì bồi đắp. Cái thứ hai đây là 4 chữ đây, khánh lưu miêu duệ, tức là cái điều lành để lại cho con cháu, bởi vì các thế hệ đi trước là bao nhiêu cái vất vả thế nhưng mà sẵn sàng để lại tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con cháu. Thế còn cái thứ ba là chữ quang tiền dụ hậu, tức là làm vẻ vang đời trước và là tấm gương cho đời sau. Cái này cũng là một câu rất là hay, vừa là cái này để ghi nhận cái công lao của những người là đã gây dựng cơ đồ, và cũng là cái này là quang tiền dụ hậu, và để đời sau là nối tiếp. Nó gần giống chữ tổ củng tôn bồi. Chữ đằng sau là đức lưu quang, tức là công đức tổ tông lưu truyền sáng mai về sau. Đây là 4 chiếc này, một chiếc bên này nữa. Một chiếc bên này nữa là 4 chiếc này là ẩm hà tư nguyên, cái này đang để ngược. Ẩm hà tư nguyên. Thế còn đây là các cái cuốn thư chữ đức lưu quang bằng chữ quốc ngữ. Rồi bên trong kia là cũng là tổ tông công đức thiên niên thịnh, tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh. Cái bộ chữ quốc ngữ này là tôi nhớ là có một bác khách hàng đang đặt tôi bằng gỗ vụ đây. Và đôi câu đối bên trong kia là cái bộ chữ là cúc dục ân thâm đông hải đại, bên kia là sinh thành nghĩa trọng thái sơn cao, chữ sơn như hình quả núi rất rõ. Cúc dục ân thâm đông hải đại, chữ ân tình có bộ tâm ở dưới. Còn đây là cuốn thư với ba chữ đức lưu quang, cuốn thư bằng gỗ vụ, đức lưu quang chữ quốc ngữ. Bộ này là một cái hàng đặt thôi. Xin tạm biệt quý vị tại đây. Đây hình ảnh đang quay tại phía trước tầng 1 khu A của đồ hiện.